Các bạn ơi, các bạn biết tin gì chưa? Mặc dù là ra mắt thời gian chưa lâu, nhưng Pure tinh dầu thiên nhiên đã trở thành Shopeemon. Đây chính là minh chứng cho cái sự uy tín, chất lượng của Pure tinh dầu thiên nhiên trong thời gian vừa qua. Và để chúc mừng cho sự kiện này thì chúng tôi có một ưu đãi đặc biệt để tri ân tất cả các khách hàng đã yêu quý, ủng hộ Pure tinh dầu thiên nhiên trong thời gian vừa qua. Đó chính là khi các bạn mua hóa đơn trên 99.000 thì sẽ được tặng một chai dung dịch rửa tay nguyên đình ngẫu nhiên. Pure tinh dầu thiên nhiên xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng trong thời gian vừa qua đã luôn ủng hộ, yêu thương và dành sự quan tâm đặc biệt đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ luôn mang đến sản phẩm uy tín, chất lượng và làm hài lòng tất cả khách hàng. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào ghé thăm cửa hàng Shopeemon Pure tinh dầu thiên nhiên của chúng tôi và mua hàng nhé. Đầu tiên các bạn mở ứng dụng Shopee và tìm kiếm dầu tràm con yêu. Khi kết quả tìm kiếm hiện ra thì các bạn chọn cho mình sản phẩm dầu tràm con yêu có ký hiệu Mo ở góc trên bên trái nhé. Sau đó các bạn chọn vào gian hàng Pure tinh dầu thiên nhiên và lướt xem sản phẩm. Sau đó các bạn chọn cho mình cái sản phẩm các bạn muốn mua, nhấp vào mua ngay và chọn số lượng cần mua. Sau đó lại nhấp một lần nữa vào mua ngay. Sau đó các bạn điền cho mình các cái thông tin đặt hàng và sau đó bấm đặt hàng.